OK, xin chào mọi người nhé. Thì một ngày mới bắt đầu rồi, hôm nay mình quay trở lại với cái nick của S522 của mình. Nếu bạn nào chưa like và đăng ký kênh thì đăng ký kênh và like ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình tiếp tục với cái nick này thôi. Thì hôm nay là có cuối cùng là có quỹ hải tặc đúng không? Nên điều đầu tiên mình nên làm là nên đảm bảo mua mắc quỹ thì đã, tránh trường hợp các sự cố kiểu quên thứ ấy. Thực ra bạn có thể để mấy ngày cuối để mua thứ để bạn dùng vàng với cái vàng dư dư là việc khác trước cũng được ấy. Nhưng mà thôi mình cứ mua trước cho chắc đi. Mình không muốn chờ đợi được quá lâu đâu. Mình mua luôn cho yên tâm là mình mua luôn 10 cái quỹ này. Đó là lý do vì sao tuần trước mình không dám tiêu quá nhiều vàng, một phần là không muốn nó thừa tích lũy, phần còn lại là cũng không muốn bị lỡ quỹ hải tặc, chờ mãi cũng không có. Bây giờ nó được một đống điểm thế này rồi, mình sẽ xem xét đổi cái gì sau. Đây mình thử xem nếu có đổi cái này thì như được 20 mảnh Lucifer chắc vẫn chưa đủ luôn đó. Rồi 20 mảnh thôi, 20 mảnh bây giờ mới có khoảng bảy mấy thì vẫn chưa đủ, mình cứ để đấy đã, chưa đổi Lucifer vội. Mình vào mình nâng cái này đi đã. Tiếp theo nữa là mình đang xem là lần này còn dư vài vàng không, mình sẽ nghiên cứu cái việc xem là xong shop này bán cái gì nào. Đang bán nói chung là chắc bánh mì có dễ, mình tập trung lên cấp 125 cho nhanh. Ở đây có cái lễ bao, nó sẽ có cái haki thì có lẽ mình sẽ sơi cái lễ bao này, mặc dù có thể nói là sẽ không được cái code ở bên ngoài vì đã mắc cái tích lũy rồi, nhưng mình vẫn sẽ sơi cái lễ bao này để mình sơi cái lễ bao này để xử lý vấn đề trước mắt, đó là mình muốn có nhanh chóng lên được cấp 125 và đủ haki để lên ấy, nên ra mình sẽ sơi cái lễ bao. À, trước mắt mình cứ vào kiểm tra haki tí xem có chắc ăn không đã. Đây hiện tại mình có 110 haki thôi thì mình sẽ nâng con lo một tí nữa. Ok không? Nếu mình có đấy 8 5 8 40 400 nữa, nó lên tí. Nói chung vẫn chưa giúp mình đủ haki mà sẽ giúp mình đỡ vất vả hơn tí. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành đổi 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 vàng vào nhé. Đây mình đang tiến hành đổi vàng vào trong đây. Và thấy ở đây mình đã đổi vào đủ 3k vàng không? Mình đủ đổi đủ đủ 3k vàng, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ nhận được cái lễ bao thôi. Đây mình sẽ mở cái haki này ra không? Mình nhận haki trước. Thay vì việc tính toán còn thiếu bao nhiêu mình sẽ ấn trực tiếp vào trong cái con lo luôn cho nhanh. Mình biết còn thiếu bao nhiêu cho dễ. Đây mình sẽ vào mình cường hóa haki một tí, đầu tiên cái bên vứt lên tí này. Rồi mình quay về con lo một tí. Đây là 19 này. Đây, tiến ra xem tiến ra cần bao nhiêu cấp nữa. Đấy, tiến ra lần 1 chỉ cần có 9 cấp thôi, nhưng quan trọng là tiến hai lần lần sau ấy nó sẽ cần nhiều hơn. Ở đây xem mình xem cụ thể là cái nick ở server cũ của mình, thấy cái nick server cũ mình đối chiếu xem biết là chính xác bao nhiêu, chứ mình đối chiếu một lần rồi mình lại quên mất rồi. Ở đây mình xem là cần tối đa là bao nhiêu haki để có thể lên được con lo ấy. Ở con lo mình thấy ở đây là cần tối đa là 22 cấp, 22 cấp tức là 9150 điểm. 9150 bây giờ có 6711 6711 trừ đi 9150. Còn thiếu khoảng gần 2500 haki nữa. Rồi đấy là vấn đề thiếu còn 2500 haki nữa, đơn giản là có thể mình sẽ sử dụng cái kiểu đổi trả lại haki ấy. Ví dụ ở đây mình có một số con gì con kit chẳng hạn, mình sẽ trả lại tí thế nào. Giả sử bây giờ không có đá đi, mình cứ trả trả lại bằng vàng đấy. Nên mất khoảng hơn 1.000 vàng trả lại mắc con này nhưng mà vẫn chưa đủ, có thể trả lại một con boa này. Con boa nếu mình trả lại tiếp thì nói chung là mình sẽ mất khoảng khoảng 3-4k vàng đấy là mình sẽ trả lại đủ lượng haki mình cần thôi, thì ra mình không có gì khó khăn lắm. Thế đấy vấn đề đấy mình không phải lo thiếu haki nữa, đơn giản chủ yếu là có mất nhiều vàng hay không thôi. Đây mình đánh cái tàu Goya chưa đã. Ở việc nghiên cứu mình tiếp tục mình nâng thêm cái cột khác lên đi, huấn luyện mình tiếp tục mình huấn luyện các tướng lên. Hôm nay mình sẽ tập trung mình lên cấp cho nó nhanh thôi, mình cố gắng mua hết bánh mì để quán lên cấp. Tại các bảo cái vật phẩm lần này nó rơi ra nó có cả haki bên trong nữa, giúp mình đỡ một chút haki ấy. Thì mình sẽ mua mắc bánh mì của một số ngày nhất định thôi, thì vàng mình đã vứt hết mà mua quỹ mà, thì mình chỉ mua thêm một số mắc là một vài ngày thôi. Đây mình sẽ dùng cái vòng quay kinh nghiệm luôn để nó lên cho nó nhanh, mình sẽ quay mắc đi. Được 38% không? Mình nhận tinh bàn tí đi. 39%. Thôi mình nhờ mình nhảy vào mình dùng hết số lực đấy mình xử lý trong cái map trước để mình xem có lên được khá khá, có liệu có sắp sửa lên được cấp 123 nhé. Bây giờ thì tạm thời mình sẽ pause cái đoạn này lại và mình sẽ cho bạn xem được kết quả. Đây như vậy là mình đã sử dụng xong đống lực ấy và mình thấy vẫn chưa đủ để lên cấp. Thế thôi không sao, mình tiếp tục mình nhận một số kinh nghiệm như mình nhận thêm một số quà đi. Chưa lên cấp cũng không sao thì có thể ngày mai sẽ lên được cấp.
Đấy, có một lần danh vọng thì cũng quay bừa đi cho nó đỡ phí ấy. Tôi xem trong này là bao nhiêu hộp quá thì mình mở ra xem được có nhiều haki không nhé. Đâu nhỉ? Đây được còn 7 hộp. Thì sẽ mở thử xem được có nhiều haki không nhé. Những cái hộp bên này là cái hộp haki, còn cái hộp mình đang mở đây là hộp này là hộp có túi vàng, còn hộp 99 này, 99 hộp này mới có cái haki. Để xem được bao nhiêu haki bá phương để bù trừ tí xem có khá khá không. Đây có một cái túi cờ trung cấp có thể mở ra, đây có cái cờ này bỏ vào trong đó. Vàng này mình sẽ hôm nào hết vàng sẽ xóa hết ra để mình lên cấp cho nhanh nhé. Sắp lên cấp 125 rồi. Đây được thêm một ít haki, nó không đáng là mấy thôi, có tí nào hay đi đấy. Đây được cái thời trang nữa, mà thời trang này không biết có chưa, hình như có rồi. Halloween thì mình có rồi, chung cũng dã ra thôi. Danh hiệu này mình đã sử dụng rồi, mà mình cất vào trong đã. Đây sẽ đổi thưởng thử xem có mở cái gì ngon không. Nói chung cái đổi thưởng này cũng cùi thôi. Đây tiện mình đổi thêm tí xem có được cái gì không. Chúc đây một những cái đổi thưởng này là cùi nhất thì phải. Mình sẽ đổi thử, mình sẽ mở thử luôn xem được cái gì không nhé. Nó không được cái gì hấp dẫn lắm đâu, nói chung đại khái là mấy cái này. Thế mình vào thử xem là nâng thêm lo một tí xem được khá khá không? Ở đây mình ấn nhầm vào hải hồn mất rồi. Đây mình sẽ vào trong haki mình xem lo một tí. Ở đây mình đào haki tí xem lên tí nào. Không được tí haki bá vương đúng không? Đây cái lo mình đây. Nói chung vẫn vẫn chưa lên được được cấp cao hơn, nói chung là thêm một tẹo nữa này. Nói chung là cứ từ từ thôi, từ từ ta sẽ lên được thôi. Đây trong shop giảm giá này nó nãy mình nói nó chỉ mới bán mỗi bánh mì là tạm mua là thôi. Đây điểm danh thì xem mà, điểm danh này xem nó có cho được cái gì haki ở đằng sau này. Đây chủ yếu nó cho Sura mình lại không quan tâm lắm. Đây mình xem trong shop công hội nó có cái khả năng sắp sửa nó có được cái ấy chưa. Đây có thể nâng xem, đây mình có thể nâng thêm một tí cái này. Mình xem trong shop công hội này nó có cái sắp xuất ra được cái haki bá vương chưa, nó đã bán chưa, vẫn chưa đủ cấp đúng không. Nói chung là chờ bán haki có vẻ không kịp rồi nên là ra cứ từ từ đã, có thể mình dùng một tí này trả lại haki. Mình chưa bắt làm sao phải lên cấp 125 đã, thì mình sẽ cố gắng trong đợt này cố gắng lên nhanh nhất có thể. Và xem thử cái quà của tổ đội chiến thì nó có quà gì nhé. Đây có bá vương ở đây nè. Đây không có haki cho cái quả một, không có haki trong quả tổ đội chiến ấy. Có lẽ trong cái lúc mà chờ đợi mình đang chờ đợi để có thể lên được ấy thì mình có lẽ mình sẽ vào vào Immerdal mình đánh thử vận may tiếp thôi, còn những cái thứ khác có lẽ mình thấy mình chưa thể nào xử lý được. Như một số thứ khác mình có thể tự làm lấy được mà không cần phải quay, nó kiểu nó quay nó cảm giác không có gì để xem ấy, nên mình sẽ nhảy vào đánh thử Immerdal xem bây giờ có thể đi thêm một tí nào không ấy. Đây mình sẽ lĩnh quà Immerdal trước đã, mình đánh cửa trước đã để nó đang đỡ bất lượt đi, sau đó mình sẽ thử vào đánh tiếp Immerdal tí hy vọng là qua trước khi có lo. Nói chung mình nghĩ là phải có lo mới thể đi tiếp rồi, nhưng mà thôi mình cứ thử thử vận may thôi. Thì các bạn bây giờ Immerdal là cái kiểu ngang tầm nhất, còn những cái khác giờ nó chênh lệch quá nhiều, vẫn phải thử Immerdal thôi. Sẽ nhảy vào đánh thử Immerdal cái con nguy hiểm cuối xem nào. Nhưng phụ cà chết nhanh quá. Sát thương của địch lớn quá, cái việc mình thoát được hiệu ứng rất là khó ấy.
Mặc dù sát thương mình cũng khá là lớn đấy, nhưng mà nói chung là tướng của mình nó không trụ được ấy, đâm ra rất là dễ thua. Cái này chắc là có lo sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Hiện tại chưa có lo, chưa lên được 125 nên nó hơi khó một tí. Chứ mà thấy sau khi mất nhịp phát dính hiệu ứng phát là thua đều luôn. Nãy được quá, người Kaya chặn đòn phát nên đỡ được một tí thôi, nhưng mà thực ra vẫn te tua thôi. Bây giờ một mình Ken không thể nào đỡ đòn được hết các cái đòn hiệu ứng khác, nên kiểu gì main lại tí lại dính hiệu ứng thôi. Đấy, bắt đầu lại dính hiệu ứng rồi. Nên nhìn hiệu ứng thế này là biết là thua rồi không? Mình lại đánh tiếp một phần nữa xem có thể may may thêm tí nào. Bây giờ quan trọng nhất là phải nó dính hiệu ứng là coi như sắp sửa là thua luôn. Giờ Ken ăn đến sắp nộ chắc chắn sẽ không sống được đến lúc nộ. Lại dính hiệu ứng rồi, coi như phát này lại thua rồi. Cái này tại né hiệu ứng này mình nghĩ tí để bị choáng tiếp hoặc chưa bao bị mê hoặc này, thành ra vẫn thua như thường thôi, nếu quá lắm hiệu ứng rồi nên cần có lo đánh tê liệt cái thứ rất tiện hơn. Đây phát cuối cùng mình xem có thắng được không, chắc là vẫn không nữa. Chứ mà thấy hiệu ứng phu càng chả dính được con nào là thấy đen rồi, nói chung không phải vẫn thua đúng không? Bây giờ có lẽ mình nhảy vào đánh thử chiến cuối một tí xem có đi khá hơn tí nào nhé. Thì vào chiến cuối đi. Đây các bạn ở trong chiến cuối cũng có Haki ấy. Và chiến cuối thưởng ra bây giờ cũng không ngon lắm nên thành ra mình có thể đi thử một tí cái chiến cuối này. Kiếm thì đi Haki Bá Vương là hay tí đấy nên mình cố gắng xem mình đi thử xem tí được thế nào. Chứ ở mê long hồn vẫn khá hiệu quả những cái cửa đầu tiên này, quan trọng mấy cửa về sau là nó mới mạnh lên nó mới nguy hiểm thôi, mấy cửa đầu tiên này cảm giác vẫn rất là nhẹ nhàng. Đấy, sát thương long hồn rất là lớn đúng không? Thôi rồi vừa dính hóa đá không sao, vì còn Fuka vẫn còn sống, nó hiệu ứng cái thứ vào thì nói chung là cũng không thua được đâu. Nhưng phát này vẫn có thể thắng được. Đây có tinh hoa, mình hiện tại ra chưa có thể lấy tinh hoa, mình nhân đôi tinh hoa này một tí. Bây giờ mình đang thiếu tinh hoa bảo thành mà. Nói chung cái gì bạn thiếu thì bạn cứ nhân nó lên. Lại bị choáng mất rồi không? Có lẽ choáng hơi nhiều nhỉ? Choáng nhiều này chắc mình phải đổi vị trí con này lên lên trên để chuyển con búp xuống dưới cho nó đỡ đỡ rủi ro. Con này thế là có thể thắng rồi đấy. Bây giờ những tướng này chưa chết mà còn con main sát thương lớn này chắc chắn sáng rồi không? Chúng cứ thế sát thương long hồn nó tiêu diệt được khá nhiều máu địch này là có thể yên tâm có thể có cơ hội qua.
Nếu như kiểu sát thương của địch mà đánh kiểu mình đánh địch mà chả mất mấy máu ấy, thì đây sẽ rất là khó qua. Và phát này mình nghĩ là qua tỷ lệ qua rất là cao rồi. Và lưu ý trong cái vở đải đỉnh, trong cái chiến cuối ấy, có một số cửa, ví dụ cửa này nó chỉ cần bạn trụ được qua 5 lượt thôi, cũng không nhất thiết phải thắng đâu. Thành ra là nếu mà qua 5 lượt bạn chưa giết chết địch thì bạn vẫn thắng như thường nhé. Thì quan trọng là phải xem cái điều kiện của nó yêu cầu là tiêu diệt một mục tiêu nào đó, hay là chỉ cần, hay là phải bắt buộc phải thắng, hay là phải thắng trong 5 lượt, hay là chỉ cần đơn giản là kiên trì thủ trong 5 lượt ấy. Nó có các cái kiểu khác nhau ấy, thì bạn chỉ cần hoàn thành được như đúng như yêu cầu của nó là bạn sẽ vượt qua thôi, chứ không nhất thiết phải thắng mới là qua nhé. Ok vẫn thắng được. Nói chung là đoạn đầu vẫn là khá suôn sẻ, không biết có suôn sẻ đến hải 12 không. Thì càng về sau nó càng khó thì xác suất thua càng cao ấy. Nên ra mình rất là khó nói, mình chưa thể là tự tin được. Nó còn phụ thuộc việc có full ca hiệu ứng có đều không. Ca thì 100% dây choáng thì dễ 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 tính toán. Nhưng quan trọng con full ca mình không biết lúc nào hiệu ứng hay không. Quả ngũ lôi không biết sẽ rơi ra lúc nào, nên ra nó sẽ rất là khó phải tính toán trước. Ok bắt đầu khó hơn rồi khi bạn thấy sát thương của mình nó không được lớn như trước nữa rồi. Nhưng quan trọng vẫn có cơ hội để qua, và nếu không qua được nói chung là chấp nhận hạ sao xuống nếu không qua được. Bắt đầu này dính toàn hiệu ứng rồi, quan trọng là không biết cửa này cửa thắng hay là cửa chỉ cần cần kiên trì thủ nha. Nếu cửa này chỉ cứ kiên trì thủ là qua thì vẫn có thể thắng được, còn nếu mà cửa này yêu cầu phải thắng trong 5 lượt thì sẽ là thua. Đây vẫn qua đấy là vì cửa này chỉ kiên trì thủ là sẽ qua, nên là cửa này vẫn qua được. Cửa này như tiêu diệt con gấu không, đây ghi tiêu diệt con gấu là được này, thì cứ tiêu diệt con gấu là sẽ thắng thôi. Thấy con gấu sắp chết rồi, sắp sửa thắng rồi đấy. Thế giả mình chỉ mục tiêu chỉ có tiêu diệt con gấu thôi. Còn những con khác bạn giết hay không không quan trọng. Người ta chỉ tính thắng khi bạn giết con gấu thì bạn thấy thắng rồi không? Hiện tại vẫn khá là suôn sẻ, không biết có suôn sẻ thêm sao nữa. Phát này Fuka không gây ứng là hơi đen rồi. Thế khi Fuka không gây ứng thì vỡ tim rất nhanh không? Quan trọng không biết cửa này mình nãy về không để ý là cửa này là thủ hay là công. Nếu mà phải bắt buộc phải thắng thì cửa này thua chắc. Nếu mà đơn giản kiên trì thủ thì ra bên mình vẫn có thể đủ sức trụ đến tân năm. Ở đâu cũng không đủ chất đâu, thế sát thương địch lớn quá. Phát này thua chắc rồi. Cửa này tiêu diệt con zombie gấu trúc à? Ok, cửa này cần tiêu diệt tới. Thế đánh thử vận may thêm lần nữa đi. Xem Fuka hiệu ứng hết cho nó qua được không? Tại Fuka nó hiệu ứng cũng khá là cao, tỷ lệ nó hiệu ứng hết thì cũng cao. Đấy quan trọng cái con gấu trúc mình thấy sắp chết rồi này, thành ra có thể có hy vọng qua được đấy. Nhưng cần Fuka hiệu ứng đẹp một tí là ok đúng không? Mà đây vừa khen hay đẹp một tí ok, nó lại không hiệu ứng đẹp rồi.
Ôi đen quá, phát này không xoáy được cái cây. Suýt thắng rồi, cái này có thể đánh thêm lần nữa. Với suýt thắng rồi. Đấy, chắc là mua thêm lượt rồi mất thêm 10 vàng nữa. Để đánh cho nó cố qua đi. Dạ, chết với Fuka Mushi mất rồi. Cái này chơi hết còn đỡ đòn thì có vẻ là không ổn được không? Có lẽ phải đánh 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 thêm lần nữa. Nhưng quan trọng này chỉ quan hệ hiệu ứng thôi. Fuka hiệu ứng ổn là ok, hiệu ứng không ổn là toi. Tại chơi với Fuka là hỏng rồi. Ở đây mình quan trọng thêm một điều nữa là mình xem cửa này nữa. Cửa này nó chỉ có đá kim với lại kiêu chiến ấy. Thì nếu mà đánh nốt lần này hôm qua thì mình sẽ đánh hạ sao cho nhanh. Vì thưởng nó không 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 có cái gì quá giá trị ấy. Mình không nhất thiết cứ phải đi mắc sao với cửa này. Mình cần đi hạ sao xuống đi cho nhẹ nhàng đỡ tốn vàng cũng được. Đây đánh thử nốt lần này xem thế nào. Nhưng phát này có vẻ hiệu ứng của Fuka khá là đẹp luôn. Gần như tỷ lệ ra ra hiệu ứng rất là nhiều con. Nên phát này có thể có hy vọng lại qua đấy. Thôi thì ăn, 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 ăn quả hiệu ứng mới cay ấy. Hôm ra cửa này mình hạ sao thì cho đỡ mất thời gian đi. Đánh thì có thể đánh tiếp, có thể có cơ hội qua nhưng mà nó tốn vàng quá thì thôi ta hạ xuống 3 sao. Đánh cho nó dễ. Và lại vẫn dính hiệu ứng với cày, vẫn thua. Nó này có cơ hội qua bởi vì đơn giản bây giờ con B nó không dính hiệu hỗn loạn của con kia nó vừa độ ấy nên đâm ra có thể qua được không? Nói chung cũng suýt thua đấy. Ê, quan trọng là sắc màu Sura, cái này Sura cũng chưa quan trọng cái Sura lắm. Mày chủ yếu ở cái cửa là ra bá vương ấy. Cửa này mình thử đánh thử, có lẽ mình nên hạ sao xuống tí vì cửa này nó cao rồi. Đánh tầm 3 sao thì nó không có quà thì quá ngon cả ấy. Nó không ảnh hưởng cái việc mình nhận đủ dương ấy, nên ra mình không nhất thiết cứ phải đánh cái gì nó cao quá. Đây đây dính hiệu ứng mất rồi, có lẽ mình đổi đổi trận lại một chút. Tại mình cần có khoảng thế nào. Cái này 3 sao, cái này cố gắng 3 sao nữa là hai cái 3 sao, 6 sao cộng với gì? 39 thì vẫn có thể được 45 dương. 45 điểm dương thì mình cũng không nhất thiết có phải đánh nó quá cao. Ở đây hai cái này đánh đằng sau mình có thể đẩy lên một tí. Con mê mình cũng có thể đẩy lên một tí. Để sao nó không bị dính cái kiểu hóa đá ấy. Rồi sẽ đánh thử mức 3 sao. Con này không ổn rồi, con này coi như dính no hiệu ứng rồi. Cửa này là cái cửa là thế nào? Cửa này nó yêu cầu thắng trong 5 lượt thì xác suất thắng có vẻ hơi khó, cho chấp nhận là không được 45 dương để đi qua đã. Con này chấp nhận là sẽ không được mắc 45 dương rồi. Mấy cái này cùng lắm hên lắm được 44 thôi. Thôi chấp nhận như vậy để đi tiếp đã. Giờ có thấy tiêu hơi bị tốn vàng không? Thì ra mình chỉ chấp nhận phải đi như vậy thôi. Mình hạ số sao xuống phải đi cho nó dễ đã. Căn bản nếu mình không đi thì đến ngày thứ sáu mình vẫn không đi được nữa thì nó cũng kiểu hết lượt thôi. Thế thành ra cứ thôi cứ cố đi tiếp đã. Khi hạ sao xuống nó bảo thấy đánh lại rất là dễ không? Thì khi đấy sát thương mình lớn rồi, thì ra đi nó dễ.
Cửa này mình cố gắng đi thử năm sao nó được không, vì nó có Haki Bá Vương nên là mình có chút kỳ vọng một tí không. Và cửa này nó yêu cầu tiêu diệt con hoa tiêu này nên xem có thể hên hên được không, đánh thử thôi. Phát đầu thấy đen đấy, Vu Ca không ra hiệu ứng. Có vẻ te tua nhanh quá nhỉ. Ôi, phát này không ổn rồi. Này chắc chỉ đánh được ít sao, đi ít sao vậy. Cái đi nhiều sao quá này chừng không 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 sống được. Thôi chắc đánh 2 sao thôi. Thì các bạn nick mình giờ chưa đủ mạnh, không có lo ở đây đánh hơi khó. À, chết tiệt, con này nó lại gây đóng băng à? Mình nhớ nhớ nhầm cho con này là hóa đá. Tại vì cái khác phải điều chỉnh trận lại tí nếu như giả sử mình bị thua. Mình sẽ điều chỉnh chat lại một chút, mình phải rút bớt nó xuống tí, mình nhớ nhầm ra hóa đá nên mình rút để đấy. Đây đánh không mất 2 sao đây. Nếu may mắn là con Fuka nó thoát được hiệu ứng ấy. Nên là đâm đâm ra bây giờ có cơ hội cao lên, mặc dù nãy giờ nó hiệu ứng nó không ra được phát nào cả. Ở đây mà thấy đấy, con này còn hồi sinh nữa không? Cửa quá nguy hiểm chứ còn hồi sinh nữa. Ở đây mà thấy là vẫn thắng được, ở đây 4 4 năm 22 kỳ nhân lên tí nè. Có mất tầm 140 vàng mà nhân thêm một tí có đáng không nhỉ? 5 2 kỳ mà nhân với 4 4 năm có 22 kỳ mà nhân thôi chả chả nhân đôi nữa. Nhận thường đấy. Nhân thấy nó không không đáng lắm. Đó mình reset đi một tí để cho nó đỡ bị đây, để giờ sau mình đi tiếp. Đây thêm tẹo tẹo Haki, nói chung bây giờ vét từng tí Haki Bá Vương một. Chứ nâng lên không được bao nhiêu, nâng chả đáng là bao. Có thể mình dùng trả lại Haki, mình rút một tí Haki ở đây ra chẳng hạn. Mất 360 vàng này. Thì bạn thấy rút một tí ra được nhiều hơn đúng không? Thôi để lúc nào gần gần lên cấp 125 mình rút thêm nữa. Bây giờ để tạm tạm vậy đã. Chốt điểm này hiện tại mình đang băn khoăn chưa biết đổi cái gì cả. Có thể mình lại tiếp tục một nâng cà rốt lên nhỉ. Đây mình xem tí pet này. Cà rốt bây giờ level 55 mà thiên phú mà nâng tiếp không? Nó đòi hỏi lên các level cao hơn nữa thì có lẽ mình sẽ xem xét việc có thể mua đấy. Nhưng thôi để việc về sau đây. Có lẽ trong cái video này tạm thời nó chỉ có những cái thứ này thôi, những cái thứ khác là vật thì mình tự xử lý nơi đấy lấy nhé. Thì bây giờ có lẽ là nếu bạn thấy video hay bổ ích cái thứ ấy, like và subscribe kênh ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào nhé.